Chào mừng tất cả các em học sinh đến với chương trình Sinh học 7. Bò sát được biết đến là lớp động vật có lịch sử phát triển lâu dài và cũng rất đa dạng. Nếu thường xuyên theo dõi phim ảnh trong vài năm qua, chắc hẳn các em đã biết đến màn trở lại hình tráng của bộ phim công viên kỷ Jura. Dù rằng những bộ phim như vậy có tính hư cấu, nhưng nhiều loài khủng long được miêu tả trong đó lại được lấy cảm hứng từ những sinh vật có thực, từng bước chân trên mặt đất từ hàng chục triệu năm trước. Vậy có bao giờ các em đặt ra thắc mắc rằng khủng long, một loài động vật khổng lồ, lại có thể bị tuyệt chủng, trong khi những loài có kích thước nhỏ, những loài bò sát nhỏ lại có thể tồn tại cho tới bây giờ? Vậy để trả lời cho những câu hỏi được đặt ra đấy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua một bài học mới, bài 40, đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu qua 4 nội dung chính. Đầu tiên là đa dạng của lớp bò sát. Tiếp theo là các loài khủng long, đặc điểm chung của lớp bò sát, và cuối cùng là vai trò của lớp bò sát mang lại. Vậy thì ngoài thằn lằn bóng đuôi dài, các em hãy thử kể tên một vài đại diện khác thuộc lớp bò sát mà các em biết. Các em sẽ có 10 giây để tự suy nghĩ và đưa ra câu trả lời của mình. Một số đại diện bò sát khác rất thân thuộc với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày như là tắc kè này, chăn, rồi cá sấu và rùa. Chúng ta cùng đến với phần đầu tiên, đa dạng của lớp bò sát. Nhắc tới sự đa dạng, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến số lượng loài. Theo thống kê, trên thế giới có khoảng 6.500 loài bò sát. Tại Việt Nam thì chúng ta đã phát hiện được 271 loài. Và trong tổng số loài bò sát này, người ta đã chia làm 4 bộ. Các em theo dõi thông tin sách giáo khoa và quan sát vào sơ đồ hình 40.1 kết hợp với sơ đồ trên màn hình. Như đã nói thì bò sát chia làm 4 bộ, nhưng trong sơ đồ này chỉ hiển thị 3 bộ. Đó là bộ có vảy, bộ cá sấu và bộ rùa, không có bộ đầu mỏ. Vậy ở phần sau cô sẽ giải thích thêm về bộ đầu mỏ cho các em. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào sơ đồ và tìm hiểu ba bộ. Trên sơ đồ đã hiển thị các đặc điểm của ba bộ này. Như trên sơ đồ thì chúng ta thấy là các đặc điểm này sẽ chia thành hai nhóm đặc điểm lớn. Nhóm đầu tiên là hàm có răng, không có mai và yếm. Nhóm thứ hai là hàm không có răng, có mai và yếm. Trong nhóm hàm có răng, không có mai và yếm này lại chia thành hai nhóm nhỏ. Đối với nhóm hàm ngắn có răng nhỏ mọc trên hàm, trứng có màng dai bao bọc, đó chính là bộ có vảy. Trong bộ có vảy này lại chia thành hai nhóm nhỏ. Nhóm có chi và màng nhĩ rõ, đại diện là thằn lằn bóng. Nhóm không có chi, không có màng nhĩ, đó chính là đại diện rắn ráo. Trong nhóm nhỏ thứ hai, hàm rất dài, có nhiều răng nhọn, sắc mọc trong lỗ chân răng, trứng có vỏ đá vôi bao bọc, đó chính là bộ cá sấu, đại diện là cá sấu xiêm. Và nhóm đặc điểm lớn thứ hai, hàm không có răng, có mai và yếm, đó chính là bộ rùa, và đại diện ở đây là rùa núi vàng. Ngoài những đại diện trong sách giáo khoa, chúng ta còn bắt gặp những đại diện khác của ba bộ ở ngoài thực tế, cụ thể như sau. Bộ có vảy, những đại diện quen thuộc đó là rắn, thằn lằn bóng đuôi dài, thạch sùng, rồng Komodo. Đối với bộ cá sấu, có cá sấu xiêm, cá sấu hoa cà. Bộ rùa thì có một số đại diện như là rùa núi vàng, ba ba, rùa biển, đồi mồi. Đồi mồi là một trong những loại rùa biển. Bộ thứ tư là bộ đầu mỏ. Trong sơ đồ hình 40.1 không có, nhưng ở phần thông tin sách giáo khoa lại có đề cập đến bộ này. Đại diện bộ này đó chính là con nhông tinh Tây Lan. Bộ này hiện nay chỉ có một loài sống trên vài hòn đảo nhỏ ở tinh Tây Lan, hay còn gọi là New Zealand. Đặc điểm nhận diện của bộ này là trên đầu và lưng có gai, sống thích nghi với
đời sống ở trên cây và núi đá. Tóm lại, sự đa dạng của lớp bò sát được thể hiện qua các đặc điểm. Thứ nhất là số lượng loài lớn với gần 6.500 loài chia thành 4 bộ. Thứ hai là có lối sống và môi trường sống phong phú. Vậy ở phần 1 lớn này, nội dung các em cần chú ý ở phần này đã được cô tóm gọn ở trên hình. Trước khi qua phần tiếp theo, cô có một trò chơi ô chữ dành cho các bạn như sau. Gợi ý của ô chữ này gồm có 9 chữ cái, là tên của một nhóm động vật có kích thước rất lớn trên trái đất nhưng hiện nay đã bị tuyệt chủng. Vậy chắc các em đã dễ dàng đoán được đó là nhóm động vật gì rồi đúng không? Đó chính là khủng long. Chúng ta cùng tìm hiểu qua hai lớn các loài khủng long. Phần này chúng ta có hai nội dung cần tìm hiểu, đó là sự ra đời và phồn thịnh của khủng long. Thứ hai là sự diệt vong của khủng long. Đầu tiên là sự ra đời và thời đại phồn thịnh của khủng long. Vậy các em hãy đọc thông tin sách giáo khoa ở phần 1 nhỏ này và cho cô biết là bò sát cổ được hình thành cách đây bao lâu và tại sao thì chúng có thể phồn thịnh trong thời kỳ này. Vậy thì theo thông tin chúng ta có thể thấy được là bò sát cổ được hình thành cách đây khoảng 280 đến 230 triệu năm. Sau đó là thời kỳ phồn thịnh của các loài khủng long. Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các loài khủng long lúc bấy giờ đó chính là do những điều kiện sống thuận lợi như thức ăn dồi dào, chưa có nhiều kẻ thù. Lúc này các loài khủng long phát triển rất đa dạng và đây được xem là thời kỳ phồn thịnh nhất của bò sát, gọi là thời đại bò sát hay thời đại khủng long. Xuất hiện nhiều loài khủng long khác nhau, khủng long sống chuyên ăn thực vật, khủng long bạo chúa chuyên ăn thịt động vật. Ngự trị môi trường trên cạn thì có khủng long sống, khủng long bạo chúa và khủng long cổ dài. Ngự trị môi trường trên không có khủng long cánh. Ngự trị môi trường biển có khủng long cá. Tiếp theo các em hãy quan sát đọc chú thích hình 40.2 và nêu đặc điểm của khủng long cá, khủng long cánh và khủng long bạo chúa thích nghi với đời sống của chúng. Đầu tiên là khủng long cá. Vậy để thích nghi với đời sống dưới nước thì khủng long cá nó có một cái đặc điểm, đó là chi có dạng vây cá. Còn đối với khủng long cánh thích nghi với đời sống bay lượn trên không thì cánh của nó có cấu tạo như cánh voi, chi sau yếu và biết bay và lượn. Còn đối với khủng long bạo chúa, để thích nghi với đời sống ở cạn thì khủng long bạo chúa có những đặc điểm như là chi trước ngắn, có vuốt sắc nhọn, chi sau thì to khỏe. Vậy ở phần 1 nhỏ này chúng ta cần có những nội dung chú ý như trên hình. Sau thời kỳ phồn thịnh là thời kỳ diệt vong của khủng long. Vậy nguyên nhân nào đã dẫn đến sự diệt vong của khủng long, một nhóm động vật to lớn? Cách đây khoảng 65 triệu năm, khi đó trên trái đất đã xuất hiện chim và thú. Chim và thú tuy có kích thước nhỏ hơn khủng long nhưng sức sống và hoạt động của nó diễn ra mạnh mẽ hơn. Chúng có số lượng đông và nhiều loài đã phá hoại trứng của khủng long, thậm chí là còn tấn công cả khủng long ăn thực vật. Bên cạnh đó, lúc này khí hậu trái đất đang nóng bỗng trở nên lạnh đột ngột, cùng những thiên tai như là núi lửa, khói bụi che phủ bầu trời, ảnh hưởng tới sự quang hợp của thực vật. Cộng với việc thiên thạch va vào trái đất, khủng long có cỡ lớn, thiếu chỗ cư trú, thiếu thức ăn, đã bị tiêu diệt hàng loạt. Lúc này chỉ còn một số loài bò sát cỡ nhỏ còn tồn tại cho tới ngày nay. Vậy tại sao những loài bò sát cỡ nhỏ này vẫn còn tồn tại và sống sót cho tới ngày hôm nay? Sở dĩ chúng có thể tồn tại và sống sót cho tới ngày hôm nay là do cơ thể của chúng nhỏ, dễ tìm nơi ẩn náu, nhu cầu thức ăn không cao. Vậy ở phần này chúng ta cần có những nội dung lưu ý như sau. Những động vật thuộc lớp bò sát, chúng có chung những đặc điểm gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua phần 3 lớn đặc điểm chung.
Liên hệ những kiến thức cũ đã học ở bài 39 về thành lòng bóng đuôi dài kết hợp với những gợi ý sau. Các em hãy suy nghĩ và tìm ra đặc điểm chung của lớp bò sát về môi trường sống, vảy, cổ, vị trí màng nhĩ, cơ quan di chuyển, các hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ sinh dục, trứng, sự thụ tinh và nhiệt độ cơ thể. Khác với lớp cá và lớp lưỡng cư, lớp bò sát thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn. Chúng có những đặc điểm chung sau: da khô có vảy sừng, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi yếu có vút sắc, phổi thì có nhiều ngăn. Giống lưỡng cư, lớp bò sát cũng là tim ba ngăn. Tuy nhiên, ở tâm thất có một vách hụt máu pha đi nuôi cơ thể. Trứng có màng dai, giàu nõn hoàng và hình thức thụ tinh là thụ tinh trong. Mặc dù thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn, nhưng lớp bò sát vẫn là động vật biến nhiệt. Rồi, phần này các bạn nắm cho cô những nội dung về đặc điểm chung của lớp bò sát như trên hình. Lớp bò sát với số lượng lớn như vậy thì mang lại vai trò gì đối với đời sống của con người? Đa phần lớp bò sát là có ích. Đầu tiên là nó mang lại lợi ích cho nông nghiệp. Một số loài bò sát bắt các loài sâu bọ có hại, hoặc là rắn tiêu diệt những loài gặm nhấm như là chuột. Ngoài ra nó còn mang lại giá trị thực phẩm như là các món như là ba ba hoặc là rắn. Bên cạnh đó, các sản phẩm như là mật chanh, nọc rắn, yếm rùa cũng có tác dụng chữa bệnh. Các sản phẩm làm từ đồi mồi, da chanh, da cá sấu có thể dùng để làm giày hoặc cặp sách. Bên cạnh những lợi ích thì những tác hại nó mang lại là rất ít. Một số loài gây độc nguy hiểm cho con người, ví dụ như là rắn hổ mang, rắn cạp nông. Xuất phát từ nhu cầu sử dụng các loại sản phẩm như yếm rùa, mật chanh, nọc rắn hoặc da cá sấu, con người đã săn bắt quá nhiều các loài động vật bò sát, dẫn đến các loài động vật này có nguy cơ tuyệt chủng. Có một số loài đã tuyệt chủng ở ngoài tự nhiên như là cá sấu, hoa cà. Và sau đây chúng ta cùng theo dõi một số loài động vật được xếp vào các nguy cơ tuyệt chủng khác nhau. Bên cạnh việc chúng ta săn bắt các loài bò sát thì chúng ta cũng cần phải nuôi nhiều loài bò sát có giá trị kinh tế cao như là ba ba, cá sấu. Ngăn cấm các trường hợp săn bắt, buôn bán, vận chuyển các loài bò sát quý hiếm trái phép. Một biện pháp rất quan trọng đó là chúng ta không chặt phá rừng bừa bãi, cũng như là bảo vệ môi trường biển để tránh làm mất nơi ở và sinh sản của nhiều loài bò sát khác nhau. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học tiếp theo.